Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Y tế công bố 9 ca bệnh ở Hưng Yên, nhưng đây đều là các trường hợp được ghi nhận ngày hôm qua. Đến 18 giờ chiều, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung từ trước và hiện chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Trong đó, 2 ca ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ liên quan đến bệnh nhân 16.167. Huyện Khoái Châu có 2 ca ở xã Việt Hòa và Nhuê Dương, đều là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, 1 ca ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ liên quan đến bệnh nhân 16.158. Tất cả đều được cách ly tập trung từ trước. Xã Việt Hòa và xã Dị Chế là 2 địa phương lần đầu xuất hiện dịch COVID-19. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng số 103 ca bệnh. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 67 ca, huyện Khoái Châu 11 ca, huyện Ân Thi 11 ca, huyện Tiên Lữ 8 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội. Trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị quân khu 3 tạm dừng việc đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 126 để tập trung tổ chức cách ly cho các trường hợp F1 trong tỉnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận tổ chức cách ly cho 17 đợt công dân nhập cảnh với trên 3.300 người. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa quyết định trưng dụng toàn bộ trường đại học thủy lợi cơ sở Phố Hiến để mở rộng cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh và thiết lập bệnh viện dã chiến, thời gian trưng dụng dự kiến từ ngày 15 tháng 7.